Công an tỉnh Hà Nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hoàng Mạnh Thường, 56 tuổi, giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Nam về tội tham mô tài sản. Ông Hoàng Mạnh Thường đã có hành vi tham mô số tiền hơn 48 triệu đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam cấp hỗ trợ cho Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Nam. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.